Ok, c'est bon. Comment c'est trop haut, c'est trop haut. Faut faire un autre tas. Mets ça sur le côté, là. Mets ça là-bas. Ouais, mais ça c'est trop haut. Tu commandes un autre tas. Laisse-le. Dès que quand il faut, il fait. Voilà, dessus, voilà. Tu mets là à côté, tu pousses. Oula, pas de boum. Ok, laisse à côté, à côté, à côté. À côté. Laisse à côté, laisse à côté, c'est trop haut, c'est trop haut. Nó cao quá rồi, không cho thêm một nữa. Lết, 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 Ah, còn một cái chỗ gần cậu kia nữa, lấy lối đi. Lấy cái đó đi, để có lối đi. Ôi dồi ôi, chơi máu vậy con. Đấy, đừng có hết bảo cậu đang ngồi đứng dậy rồi, cho lên ghế đúng gọn nhé. Đâu? Cái gần cậu thì mới có lối đi. À, cái vụ mà kêu người ta đứng lên để lấy ghế là nó kêu ở quán cà phê, người ta bán cà phê, quán nước. Nó bảo nó kêu khách đứng hết lên. Đứng hết lên để cho nó dọn ghế. Thế là các ông ấy là nó mới có mười mấy tháng nên các ông bảo nó đứng hết lên thử xem nó làm gì, nó dọn hết ghế. Ông nào ông ở đây bê cốc cà phê đứng uống. Chết cười với nó. Il va voir, il met à côté. Ou c'est pas trop haut. Vous avez bien deviné. T'as égalité, hein? Ouais. On s'est fini, hein? Bravo, Vélon. Vélon a le droit à du lait. Vélon a bien travaillé. Hein? Vélon a bien travaillé. Yo! Tuyên bố thì bắn lại vô đây trường cho tòa. Ờ, nếu cậu chưa xong, cậu vào cậu ngồi lại con. Cậu chưa xong. Il doit venir le monsieur après, il faut attendre un petit peu. Đấy, cậu Kiên bảo đồng ý đấy. Cậu Kiên bảo đồng ý cho con lấy ghế đấy. Thế nên nó chỉ cần sảnh đấy.